Ơi buồn quá, ước gì bây giờ có đồng đèn trung thu để chơi, đến Tết trung thu mà cũng có cái đồng đèn trung thu để chơi nữa. Ủa mà khoan, yeah, đi lấy lồng đèn chơi thôi. Lồng đèn, lồng đèn. Của mình nó mất tiêu rồi. Nhớ rõ ràng lúc lúc nãy là bỏ trong đây mà ta. Tìm tìm lại. Không có. Cái gì đây? Tìm ở nơi an toàn nhất. A few Không lẽ mình phải bỏ cuộc giữa chừng như vậy sao? Chỉ có lồng đèn tôi mơ sao mình có thể không tìm được như vậy được. Vậy được rồi, mình sẽ sử dụng đến nó. Chiếc kính có thể tìm thấy được những đồ mà mình làm mất. Đi thôi. Biết tin này có không ta? Có rồi các bạn ơi, có rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Bi. Mình là Duy Anh Kubi đây. Hồi nãy chỉ là một cái tiểu phẩm nhỏ thôi, trước khi để vào video cho video của mình nó thêm phần sinh động nha mọi người. Thì bây giờ nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là lồng đèn cua nha mọi người. Đây, nãy Bi lỡ tay, Bi lỡ ra, Bi mở ra mất tiêu rồi mọi người ơi. Trời ghê chưa. Đây chính là một cái tờ để hướng dẫn cách làm lồng đèn cool nha mọi người. Đây, cái lắp ráp lồng đèn cool người ta hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Khi mà mọi người làm xong á thì sẽ ra được thành quả là hình như đây đây. Đó. Trong đó còn có chữ top cool rồi hai cái hình chớp chớp. Đây. Hai người chớp chớp chạy nha mọi người, đối lập nhau nha mọi người. À, mọi người thấy chớp chớp này với chớp chớp này có đẹp trai không mọi người? Dạ, đẹp trai chứ sao đẹp trai được, đẹp trai thì mọi người hãy tim và subscribe cho kênh Mi nha mọi người. Tiếp tục sẽ là một cái cái này là cái mà để cầm lồng đèn à, tới trung thu em rút đèn đi chơi đó thì mọi người mình chơi. Qua giờ lại nè, treo cái lồng đèn lên rồi tiếp tục. Chúng ta có hai hình trái tim, nhất cái này là như này nè mọi người đó, chắc vậy đó. Hai hình trái tim có hình hai anh chớp chớp đẹp trai như trang mình gì nè mọi người. Nói chơi xíu thôi. Đây có một chữ trung thu thắp sáng muôn vàng yêu thương. Khoan từ từ đó xíu mọi người ạ. Và đây chắc là cái đồ mà nó vậy nè. À hiểu rồi, nó vậy nè mọi người. Nó có mấy cái lỗ hình này nè. Để mình có thể là gọi là sao ta, mình đục nó ra sẽ ra cái hình cũng như là nó trong trong mọi người. Wow, mọi người ơi, bên Cool còn cho mình một cái cuộn băng keo. Rồi có cả đèn nữa nè mọi người. Để mình nó ra thử, mình thử cái đèn nha. Đây chắc là cái dây từ cái đèn. Đèn này hiện tại như là mình thì là trong này, này sẽ là một đèn cực kỳ đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bước 1. Theo như hình là cái hình này nè mọi người. Dùng
tay liếc tất cả các đường cất trên lồng đèn. Ok, rồi. Liếc tất cả các đường. À đây, dễ thôi. Chắc đoạn này mình sẽ fast để cho nó video vô nó đừng có chậm quá nha mọi người. Rồi sau khi mix xong, ta sẽ đến với bước 2. Dán keo hai mặt vào mép dưới của thân lồng đèn đã định vị, rồi dán mép lại với nhau như hình. Ồ, vậy là mình sẽ dán ở ở đây ra thì nó sẽ ra một cái hình lồng đèn tròn như vậy đúng không ta? Cắt. Dễ định vị nó cỡ như đây là vừa rồi mọi người. Rồi. Rồi dán vô như vậy. Wow. À, chúng ta đã xong được hai bước đầu tiên. Hình như là a tách cái này ra nữa nè mọi người. Đâu rồi cái. Đây tách cái này ra. Đó mọi người là mình sẽ được cái như vậy đó mọi người. Trong khi là mình sẽ tặng cho các bạn một bài hát nha. Dạo này thì mình hay nghe rap Việt nên là bây giờ mình sẽ rap một đoạn rap trong rap Việt nha mọi người. Đoạn rap như sau. Cảm ơn vì những ngày tôi trẻ đang ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt. Ta mặc kệ cuộc sắp áp đặt nề nặng lên vai như những song sắt. Em mới là một cô gái đẹp nhưng tiếc đường tình là không chắc. Với những gã đang đeo thủ đêm anh như là một cái gai trong mắt. Họ lớn từ khu gầm cầu muốn đi ra tầng cầu. Thằng đàn ông mình nuôi chí lớn từ cái tình yêu và đi lập nghiệp sau này còn lo cho ba má tương lai của em nhỏ. Mua một tỏi son lên to ngon mỏ mò em thêm chút vị ngọt hay sao mà mua em gì ở khô đen. Sống ở đất Sài Gòn nên ta thường hay phải lo toan. Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá tí màu mè tưởng chừng mùa xuân của anh cho em căn nhà vững chắc. Em tưởng đó là chạm dừng chân thời gian có thể chữa lành. Wow mọi người, dán bình thường mà nó đẹp vậy. Wow, giờ mình sẽ tiếp tục với cái kia y chang vậy nha mọi người. Rồi mình sẽ bật đèn lên. Wow, thôi được rồi. Và mọi người ơi, thời lượng video này chắc mình nghĩ nó cũng quá dài rồi. Bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Mình chúc các bạn có một Trung thu vui vẻ và một ngày nhập học cực kỳ vui vẻ và bùng nổ nha. Thế bao nhiêu người có à quên, hãy like, subscribe và đăng ký kênh Duy Anh Cubi đi nha. Hay lắm á, chờ đón những video hay lắm nha. Bye bye.